Xin chào mọi người, mình tên là Minh Phan và mình là chủ tiệm của Coco Nail Bar. Và sau đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn tới là một cái digital TV của Fastboy Marketing. Cái digital TV này rất là hay tại vì mình có thể là đăng những cái hình mình làm, nail mình làm đẹp và mình bỏ lên cái TV, hay là mình có promotion nào đó thì mình có thể bỏ trong cái TV đó. Trong một cái tuần nào mình special á thì mình có thể là liên lạc với là Fastboy, thì mình có thể là họ sẽ create một cái promotion cho mình. Và các bạn là thấy thì đó, thì ở đây mình có all service thì người ta cũng cho người ta mình biết là mình có eyelash extension hay là những cái gì đó, thì special đây pedicure mình có những cái ở tiệm mình, thì người ta sẽ cho làm hết cho mình những cái slideshow giống vậy. Mình thấy là khách hàng của mình ở đây á, lúc mà người ta tới làm nail hay là người ta tới làm chân á, người ta rất thích là dọn cái tivi, rồi người ta cũng tò mò, người ta mày có cái service này, mình có cái service kia, là người ta sẽ try hay sẽ upgrade cái service mình thêm, cũng rất là hay. Lúc mà mình bỏ cái digital TV này lên á, thì mình khách hàng của mình rất là thích. Từ lúc đó mình tăng thêm được những cái income mà khách muốn làm thêm về eyebrow hay là microblading hay này, khách nó rất hỏi rất là nhiều, mình cũng có rất là nhiều khách tới và hỏi về mấy cái đó. Và ở đây Fastboy design rất là tốt đẹp, mình chỉ thông tin qua cái phone với phone thôi, mình nhắn tin cho Fastboy nhắn tin lại mình gửi hình cho Fastboy, rồi người ta sẽ làm cho mình ra được một cái design như vậy, rất là tiện lợi, không có khó khăn gì hết á. Thì chỉ nhắn tin qua phone thôi, mình gửi hình bằng phone thôi. Design rất là hài lòng, tại vì lúc mà có nhiều loại design mẫu để mình chọn lắm. Nhưng mà cái mẫu này là mình chọn như là có trên 8-10 cái mẫu lần đó. Thì các bạn thấy thích cái nào thì mình chọn cái đó, nhưng mình chọn cái mẫu này mình rất là hài lòng. Tổng cộng ở đây thì có 15 cái slideshow, 15 cái slideshow thì nó tổng cộng hết là hình, xong mình làm chân, làm dipping, làm full set hay là eyelash extension, thì mình có tổng cộng hết là 15 cái slideshow này đó. Trong khi khách hàng lúc mà đứng mà ngồi làm ấy, thì người ta cũng tò mò, người ta coi TV rất là nhiều. Tốt nhất trong tiệm ấy, thì mình ráng mình để hai cái digital TV, một bên này với là một bên kia, để cho khách hai bên người ta có thể dòm qua dòm lại, người ta thấy mình có service gì thì người ta sẽ biết, người ta sẽ làm thêm, mình upgrade thêm cái service của mình và mình sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Mình gắn cái digital TV này giá rất là hợp lý cho tiệm của mình. Mình gắn đâu là hai cái trong tiệm mình. Một cái này thì là 600, cái thứ hai có thêm 300 nữa thôi. Nhưng mà cái đó là nguyên một năm, mà nguyên một năm khách hàng mà nó tới đây nó coi TV rất là nhiều đó, người ta coi, người ta sẽ làm cái service, nó đem cái số tiền mình lại còn nhiều hơn những cái số tiền mình bỏ ra mình trả cho họ nữa, thì mình thấy rất là hiệu quả. Và cái digital TV này á, nó rất là hay, tại vì lúc mà mình muốn chỉnh sửa những cái promotion nào mà mình muốn bỏ lên TV á, thì mình gọi Fastboy Marketing, thì mình đưa cái ý kiến của mình, rồi Fastboy Marketing sẽ chỉnh sửa những gì mình thích lên cái TV, là khi nào mình muốn thì mình gọi lên thì người ta chỉnh sửa cho mình.